với sự tham gia của các diễn viên Khương Triều trong vai Cố Thừa Trạch, Đàm Tùng Dận trong vai Lê Yến Thư, Trương Hâm trong vai Cố Cẩn Dân, Dương Nghiên Chi trong vai Hàn Quân Giao, Quý Tiêu Băng trong vai Cao Dương, Bồ Đào trong vai Bà Kiều, Đổng Lạc Phù trong vai Đại Dị, Phùng Ba trong vai Hạ Mộng cùng một số diễn viên khác. Đạo diễn Du Trung Trung, biên kịch Thẩm Thương Mi, Hủ Nhĩ, bộ phim Mùa Hè Của Hồ Ly. Sao mày lại tới đây? Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại được sao? Mẹ tới xin nghỉ việc giùm con. Nghỉ việc? Đúng vậy, vừa nãy mẹ đã đến gặp tổng giám đốc làm đơn xin nghỉ việc cho con rồi. Sao mẹ lại làm như vậy? Nếu việc con đạo ý tưởng đã được giải quan với mọi người, con đâu cần phải tiếp tục làm việc cho Thịnh Hồng này. Quay về bên Hàng Thị đi. Con nói rồi, con không về đó đâu. Yến Thư à, con đừng có dại dột. Thịnh Hồng tốt cỡ nào cũng là họ Cố, làm sao so với Hàng Thị được. Hàng Thị dù sao đi nữa cũng là họ Hàng, đâu có liên quan gì tới con. Trời ơi, mẹ là vợ của Hàng Chí Bằng mà, sở hữu một nửa công ty đó, con là con gái của mẹ, sao không liên quan tới con được chứ? Nếu mẹ qua đây chỉ nói con nghe chuyện này. Vậy con đi đi. Nè Yến Thư, con đừng đi mà, nghe mẹ giải thích đi. Mẹ không cần giải thích nữa, con không muốn qua đó đâu. Vậy con tự hỏi con lại đi, con ở lại Thịnh Hồng có phải là mục đích gì khác không? Con một lòng một dạ ở lại Thịnh Hồng có phải là vì Cố Cẩn Dân hay không? Mẹ nói lung tung gì vậy? Trời ơi, có chuyện gì đâu mà phải ngại. Nếu con thật sự vì cậu ta, mẹ sẽ không ép con nữa. Dù sao chuyện này cũng liên quan tới hạnh phúc của con. Mẹ, lúc con cần mẹ nhất, mẹ không quan tâm con. Bây giờ mẹ có thể mặc kệ con được không? Đúng đó, mẹ nói đúng hết. Con vì Cố Cẩn Dân nên mới ở lại Thịnh Hồng, cho nên sau này làm ơn mẹ đừng kêu con về Hàng Thị nữa. Không lẽ cô cũng muốn khuyên tôi về bên đó sao? Mẹ của cô bị bệnh tâm thần, mỗi ngày đều ảo tưởng quyền lực, cứ nghĩ mình có được một nửa tài sản bên Hàng Thị. Cô đừng để mắc bệnh như bà ta. Yên tâm đi, tôi chẳng có hứng thú gì với tài sản nhà cô. Đúng đó, cô đâu có hứng thú, cô chỉ hứng thú với tài sản họ Cố thôi. Trong mắt của cô ngoại trừ tiền bạc ra còn thứ gì khác nữa không? Nếu không có chuyện gì nữa tôi xin phép đi nha. Nè,
Cẩn Dân, đừng khách sáo nữa, ăn thử đi. Món cá này tôi chiên ngon lắm, đảm bảo cậu sẽ thích. Dạ cảm ơn. Mới học nấu. Cố Cẩn Dân, sao anh lại tới nhà của tôi? Trời ơi, sao con lại nói như vậy? Cẩn Dân là khách gì mời tới mà. Cẩn Dân, xưng hô nghe cũng thân mật quá. Mặc kệ nó đi, cậu ăn đi. Cậu ăn thử xem có ngon không. Cảm ơn cô. Chuyện gì vậy? Chuyện là hôm nay anh có nhận được một bao thư kỳ lạ lắm không? Có liên quan tới tôi. Thư từ chức. Anh nhận được hả? Thư đó không phải tôi gửi đâu. Nhận được rồi. Tôi cũng hy vọng sau này mấy thư đó được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi đảm bảo. Có chuyện gì vậy chị hai? Tôi không muốn nhận được cuộc gọi từ cô đâu. Cô nghĩ tôi muốn gọi điện thoại cho cô sao? Tôi khinh thường kiểu nói một đằng làm một nẻo, tỏ vẻ nghiêm túc của mẹ con cô. Trước mặt thì tỏ vẻ thanh cao, sau lưng thì để mẹ cô mời Cố Cẩn Dân về nhà tôi chơi. Cái gì? Cố Cẩn Dân ở đâu hả? Bây giờ anh ta đang ở trong phòng khách. Mẹ của cô. Alo. Alo. Không biết mấy món hôm nay có hợp khẩu vị của cậu không? Bình thường thì cậu thích ăn món gì vậy? Dạ, món nào bác làm cũng ngon hết. Trời ơi, biết ăn nói quá đi. Vậy nha, lần sau cậu ghi bản thực đơn món cậu thích. Yến Thư, con về đúng lúc quá. Yến Thư, con làm gì vậy? Yến Thư, em làm gì vậy? Cậu ấy là khách mời của mẹ mà. Yến Thư à, em nghe nói trước đã. Yến Thư. Yến Thư. Nè. Con làm cái gì vậy hả? Cố Cẩn Dân là khách của mẹ mời mà. Tại sao mẹ phải mời anh ta qua ăn cơm? Tại sao phải mời anh ta qua ăn cơm hả? Con đã nói là mẹ đừng xen vào chuyện của con mà. Cái loại người này đâu ra vậy? Là mẹ quấy mời mình tới ăn cơm, đâu phải tự mình tới đây. Cố Cẩn Dân này chưa bao giờ bị người ta đuổi đi như vậy. Thiệt tình. Không được rồi. Mẹ là bà chủ của căn nhà này mà. Cậu ấy là khách mời của mẹ tới nhà, con dám đứng trước mặt mẹ đuổi cậu ấy ra ngoài, con có biết phép lịch sự là gì không? Con không biết phép tắc đâu. Nhưng mà tại sao mẹ phải xen vào chuyện của con? Mẹ chỉ mời cậu ấy qua ăn cơm, sao gọi là xen vào được? Trên thế gian này biết bao nhiêu người, tại sao mẹ phải mời anh ta qua ăn cơm? Mẹ thì coi như mẹ xen vào, chẳng qua mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con nhà giàu có quyền lực như cậu ấy, biết bao nhiêu cô gái ước muốn hả? Nếu mà con thích cậu ấy thì phải thể hiện với người ta chứ. Ai nói với mẹ là con thích anh ta? Không phải con nói con ở lại Thịnh Hồng là vì cậu ấy sao? Yến Thư à, mẹ mời cậu ấy qua ăn cơm chẳng qua muốn hiểu rõ con người cậu ấy thôi. Mẹ chỉ hy vọng con có thể tìm được một người đàn ông yêu thương con thật lòng. Nói như mẹ quan tâm con lắm thì phải. Mẹ là mẹ con, đương nhiên phải quan tâm con rồi. Không cần đâu. Con với anh ta không bao giờ quen nhau được đâu. Tại sao vậy? Mẹ cảm thấy điều kiện mọi mặt của cậu ấy đều tốt. Có phải mẹ cảm thấy người ta có tiền cái gì cũng tốt phải không? Tiêu chuẩn nhiều năm nay của mẹ vẫn chưa thay đổi được sao? Con không cần tìm lý do để phản bác mẹ. Không lẽ Cố Cẩn Dân giàu có là khuyết điểm của cậu ấy sao? Anh ta giàu có không phải là nguyên nhân dẫn tới con không thể quen anh ta. Nguyên nhân dẫn tới việc con không quen anh ta chính là mẹ đó. Mẹ hả? Tại sao mẹ lại trở thành đá ngắn đường tụi con chứ? Vì mẹ tham lam kém cỏi. Bởi vì mẹ, con bị người ta chê cười từ nhỏ tới lớn. Chỉ cần có người muốn ăn hiếp con, công kích con thì sẽ kể hết chuyện của mẹ ra. Cho dù con có cố gắng cỡ nào, chỉ cần nhắc tới mẹ là mẹ của con, mấy người đó lập tức thay đổi sắc mặt của họ ngay. Không phải mẹ hỏi con, sao từ nhỏ tới lớn con không có bạn bè sao? Tại vì người ta không muốn con cái của họ làm bạn với con của mẹ. Tại vì mẹ của con từng là một người đàn bà xấu xa, yêu người giàu có, khinh kẻ nghèo mà. Còn quá đáng lắm rồi đó.
Mẹ biết tại sao con chia tay với Cố Cẩn Dân không? Đúng vậy, bà nội của anh ta đã biết thân phận nghèo khó của con, cho rằng con không xứng với anh ta. Nhưng mà con không sợ, bởi vì con không quan tâm tiền của anh ta. Nhưng khi mẹ nói muốn gặp bà nội của anh ta, thì con đã có thể tưởng tượng được hậu quả của việc này ra sao rồi. Con không muốn đánh cược mối tình đầu của con trở thành một buổi đấu giá vì tiền. Nếu như mối tình này đã biết không có kết quả, vậy thà để con tự tay giải quyết nó. Ít nhất có thể để Cố Cẩn Dân căm ghét con theo hướng mà con mong muốn, không để cho mẹ xen vào mối tình này, khiến nó trở thành thứ thực dụng thấp hèn, nhìn chẳng giống ai. Mẹ không ngờ trong lòng của con mẹ lại có một vị trí như vậy. Con cũng không ngờ rằng mẹ lại không thể nhìn nhận được sự việc này. Đây là cái gì? Trưa mai có buổi họp phụ huynh. Được, đúng rồi, quyết định vậy đi. Ừ, được rồi, không sao. Họp phụ huynh hả? Em đi đi, em là mẹ của hai đứa con mà. Em đi mới thích hợp chứ. Anh còn phải đi công tác nữa, chưa biết khi nào mới về tới đây nữa. Nhưng mà quân giao. Đừng có suy nghĩ lung tung. Em là vợ của Hàn Chí Bằng đã được pháp luật công nhận. Sau này em dùng thân phận người mẹ để đi tham gia buổi họp, nghe chưa? Tôi không đồng ý. Dì làm gì vậy? Dì đang nói chuyện với con mà. Đeo tai nghe là hành vi bất lịch sự lắm, con có biết không? Dì biết con không muốn dì đi họp phụ huynh giúp con, nhưng mà ba con ngày mai phải đi công tác, chỉ có dì là rảnh thôi. Được rồi, dì dùng thân phận là mẹ của tôi để đi họp. Vậy thì từ hôm nay trở đi, dì không được dùng thân phận là mẹ của Lê Yến Thư để tham gia bất kỳ hoạt động của nhà trường. Bởi vì tôi không muốn để bà biết hai chúng tôi có quan hệ. Cho nên dì tự quyết định đi. Xin chào quý vị phụ huynh. Buổi họp phụ huynh sắp bắt đầu rồi. Cho hỏi cô là phụ huynh của học sinh nào? Mời tới vị trí ngồi của học sinh đó ngồi được không? À, được rồi. Chào mọi người, tôi là mẹ của Hàn Quân Giao.
Quân Dao, mẹ của bạn nhìn đẹp thiệt đó. Đúng vậy, nhìn cũng trẻ trung lắm. Nhìn hai mẹ con như hai chị em gái vậy. Hai bạn bị mù hả? Tôi với bà ta giống nhau chỗ nào chứ? Lê Yến Thư, chắc cô sẽ không ngồi khóc trong toilet một mình chứ? Cô ra đây đi, tôi nhìn thấy cô rồi. Nếu như ngay cả mẹ ruột mà cũng không cần tới tôi nữa, tôi nghĩ tôi sẽ không có động lực để tiếp tục sống nữa đâu. Lâu rồi cô không có mẹ bên cạnh, đương nhiên tôi phải nhường cô. Chỉ là tôi không ngờ rằng cô lại hy vọng bà ấy trở thành mẹ của cô như vậy. Cô... Yến Thư à, Yến Thư, Yến Thư, Yến Thư, con nghe mẹ giải thích đi. Nếu mà mẹ nói mẹ là mẹ của hai đứa tụi con, bạn bè trong trường chắc chắn sẽ bàn tán. Mẹ không muốn để con với Quân Dao gặp phải chuyện phiền phức thôi con. Mẹ không cần giải thích đâu, con đã biết hết mọi chuyện. Hai chọn một mà. Đây là lần thứ hai mẹ bỏ rơi con. Trước đây thì mẹ quyết định bỏ rơi con với ba, con cứ nghĩ mẹ sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng bây giờ mẹ còn khổ tâm hơn nữa. Kìa, con của mẹ kìa. Đừng có để con gái mẹ gặp thêm chuyện phiền phức, con tự về nhà được rồi. Cẩn Dân, cậu thấy cái máy này tốt hay là cái máy này tốt hơn? Theo mình thấy thì cái máy này tốt hơn, nhưng mình lại thích cái màu này hơn. Mình phải đi vệ sinh một chút đây, trước khi mình quay lại thì cậu nên lựa chọn xong đó. Ồ, cô không phải là cô không giúp con, con cũng thấy hoàn cảnh của cô mà. Ừ, cô chỉ là một nhân viên lao công trong siêu thị thôi, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền đâu chứ. Tại sao con không qua gặp mẹ con đi? Con cũng biết là mẹ con lấy được chồng giàu có mà. Con không muốn xài tiền của mẹ. Yến Thư à, không phải cô nói con, dù sao đi nữa bà ấy cũng là mẹ của con, bà ấy cho tiền con cứ xài đi. Chỉ có tiền bạc trong tay mẹ con mới chữa trị được bệnh của ba mà thôi. Bà con dù có chết cũng không để con qua cầu xin mẹ con đâu. Cô à, con năn nỉ cô đó. Lần này ba con bệnh nặng hơn trước, cần phải uống thuốc ngoại mới được. Không thì con cũng không qua năn nỉ cô đâu. Con nói vậy thì con cũng hết cách rồi. Với số tiền ít ỏi trong tay của cô, đóng tiền học cho con còn không đủ, nói chị tới mua thuốc hả? Ờ, được rồi, được. Mình thật sự cũng chẳng hiểu nổi cậu. Không phải cậu nói ở nhà cậu có đầu bếp điên sao? Tại sao phải chạy đến đó ăn chứ? Cậu thì biết cái gì, đầu bếp nấu ăn đương nhiên là ngon rồi.
nhưng mà không có đã. Hiểu chưa? Chưa hiểu lắm. Ngoài việc tán gái ra thì cậu còn biết cái gì nữa? Xuống xe. Ê, đó không phải là bạn cùng lớp Lê Yến Thư sao? Sao mà nhìn thê thảm dữ vậy? Sao bạn hung dữ quá vậy? Đâu phải tôi ném của bạn đâu. Bạn không sao chứ? Tôi không sao. Ba, mẹ, gần đây ba mẹ khỏe không? Con có đốt tòa biệt thự cho ba mẹ rồi, ba mẹ có nhận được không? Ba, hai cô giúp việc lo chuyện bếp núc vẫn còn trẻ lắm đó ba. Ba nhớ đừng có làm gì sai nha. Gần đây con vẫn khỏe, thành tích học tập thì cũng tạm ổn thôi à. Tiến bộ được ba hạng rồi, không phải đứng áp chót lớp nữa. Ai? Ai vậy? Ai chơi trò giả ma giả quỷ ở đây? Bạn tới đây làm gì vậy? Xin lỗi bạn nha, tôi không phải cố ý nghe lén. Ba mẹ của bạn còn trẻ mà, sao hai bác lại qua đời sớm vậy? Tôi nghe bà nội kể là ba mẹ vì đi trượt tuyết gặp phải tai nạn. Nhưng mà lúc đó tôi còn nhỏ lắm, không hề có ký ức gì hết. Tôi thường gặp được ba mẹ tôi trong giấc mơ buổi tối thôi. Nhưng mà ba mẹ trong mơ nhìn mỏng manh lắm. Tôi rất muốn ôm thử họ coi sao. Ôm thử ba mẹ coi ấm áp cỡ nào. Tại sao bạn lại khóc vậy? Đó là ba mẹ của tôi mà, đâu phải ba mẹ bạn đâu. Bạn khóc cái gì chứ? Ê, nè, đi đâu vậy? Để tôi đi chung với. Nè, coi thử đi. Hả? Có gì hấp dẫn hả? Cho tôi coi, coi đi, hấp dẫn lắm. Đợi một chút đi. Nè, đưa đây đấy. Coi. Giỡn cái gì mà giỡn? Đừng đụng vào đồ của người khác nữa. Cậu chủ, vô nè. Trời mưa rồi, cho bạn nè, khỏi dầm mưa nữa. Cảm ơn. Cậu cố à, chúng ta về nhà thôi. Cậu cố à, con tôi
Nè, làm gì vậy? Trả cho em. Đừng lấy sách của em mà. Thiết kế trang phục nhìn chán quá đi à. Anh qua đây làm gì? Anh uống hết 2 viên thuốc chống cảm nên bây giờ buồn ngủ. Anh nằm trên đùi em làm gì? Để nằm chút đi. Anh không được nằm như vậy đâu. Hai đứa kia đang làm cái gì vậy? Đứng lại đó. Alo. Alo. Cẩn Dân. Cho tôi xin lỗi cậu chuyện hôm nay nha. Thật thất lễ với cậu. Cậu đừng giận tôi có được không? À, dạ không sao đâu bác ơi. Con đâu có giận đâu. Con phải cảm ơn bác mới đúng. Cậu không giận tôi là được rồi. Lần sau có dịp tôi lại mời cậu tới ăn cơm. À, dạ. Khuya rồi bác ngủ sớm đi. Tổng giám đốc à, hôm qua cậu chủ không đi làm, hôm nay cũng không đi. Gọi điện thoại thì không bắt máy, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Chào tổng giám đốc. Chào tổng giám đốc. Lê Yến Thư đâu? Anh kiếm tôi à? Có chuyện gì? Có Cẩn Dân đâu. Sao tôi biết được? Hôm trước nó gọi cho cô liền ra ngoài. Cô không gặp nó sao? Gặp thì tôi có gặp. Nhưng mà anh ấy đẹp trai thiệt. Đẹp trai quá. Trời, đẹp trai quá. Mà đẹp dữ vậy. Chịu không nổi luôn. Đẹp trai quá. Trời ơi, đẹp trai quá. Dễ thương quá. Chịu không nổi luôn. Đi đâu vậy? Trời ơi, đẹp trai quá. Wow. Tặng cho em đó. Ôi, ngưỡng mộ quá. Trời ơi, nhìn kìa. Anh sao vậy? Uống lộn thuốc à? Anh có sao đâu, khỏe như trâu mà. Chào chú, con đi làm việc trước đây. Trời đất ơi, cậu cố tặng quà cho Lê Yến Thư luôn, xảy ra chuyện gì vậy trời? Dễ hiểu mà, đó là kịch bản của mấy phim truyền hình thần tượng thôi. Tôi phải gọi điện thoại cho bộ phận hành chính, quỷ ngày phép. Tôi phải ở lại công ty để xem phim. Đi.
Cố Cận Dân, con đang đóng phim sao? Chú à, hôm qua con suy nghĩ hết một ngày một đêm rồi, con đã quyết định được một chuyện hết sức quan trọng. Con quyết định phải theo đuổi Lê Yến Thư. Từ khi nào mà con phải suy nghĩ trước khi đeo đuổi một cô gái vậy? Ờ, nó cũng có lý ha. Nhưng mà có đầy đủ cơ sở chứng minh được lần này con á thật lòng theo đuổi cổ. Michael à, chú phải giúp con đó. Chú không giúp được đâu. Tại sao vậy? Chú đâu phải là mẹ của cô ấy. Nhưng cô ấy chính là trợ lý của chú mà, đúng không? Trước đây không phải còn ghét cô ấy lắm sao? Đó là chuyện trước đây, bây giờ khác rồi chú à. Khác ở chỗ nào vậy? Nói chung là khác hẳn lúc trước. Có giải thích thì cũng không hiểu đâu. Ví dụ đi. Ví dụ Michael à, từ khi nào mà chú mất bệnh hỏi nhiều câu hỏi vậy? Trước đây chú đâu có thèm quan tâm tới mấy cái chuyện tình cảm như vậy đâu. Chẳng qua chú muốn xem con có phải thật lòng hay không mà thôi. Ví dụ con cảm thấy cô ấy tính tình tốt, nhìn cũng dễ thương, mọi mặt đều tốt hết trơn. Cô ấy vậy mà tốt tính hả? Nghe giọng điệu của chú, hình như là chú cũng hiểu cô ấy lắm ha. Cô ấy là trợ lý, đương nhiên chú hiểu rồi. Cùng lắm thì cô ấy tính tình cọc cằn, mặt dơ ở bẩn. Mặt dơ ở bẩn hả? Chú qua nhà cô ấy rồi hả? Chú cần qua nhà cô ấy sao? Con nhìn bạn làm việc đi. Michael à, chú vừa có bệnh sạch sẽ là có bệnh áp bức nữa. Không phải con người nào cũng yêu sạch sẽ gọn gàng như chú đâu. Cô ấy cũng được tính là sạch sẽ rồi đó, không ở dơ đâu. Con thì biết cái gì. Michael, không biết hôm nay là ngày gì nữa mà thanh niên gương mẫu tài sắc vàng toàn như chú lại đi nói tục hả? Không được, chắc chắn phải chụp một tấm hình lưu niệm lại. Michael à, chú phải giúp con đó. Bác sĩ. Thư Trạch, tôi đã về rồi nè. Bây giờ cậu có rảnh không? Qua phòng làm việc của tôi đi. Dạ được bác sĩ. Michael, nè, qua đây ngồi. Bác sĩ, nhìn mặt mũi của ông, chắc máy bay vừa hạ cánh làm tới đây ngay. Là múi giờ mà, nói chung là cũng không ngủ được, nên tôi qua đây làm việc luôn. Lần trước cậu nói ở trong điện thoại, phản ứng của cậu khá mãnh liệt. Đối với người hay nói dối, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Tôi có làm theo lời của ông, cố gắng né ánh mắt cô ấy lúc tiếp xúc. Cho dù cô ấy nói dối tôi cũng không sao. Gần đây cũng không có tái phát lần nào. Nhưng mà tôi cảm thấy có một điểm đặc biệt lắm. Tại sao tôi chỉ phản ứng bình thường đối với mọi người xung quanh, nhưng khi gặp cô ấy lại mạnh mẽ hơn nhiều? Đó là vấn đề của tôi hay là vấn đề của cô ấy? Có lẽ cô ấy là khắc tinh của cậu đó. Căn bệnh mà cậu mắc phải. Lần này tôi qua châu Âu, có giao lưu với một số chuyên gia trong ngành của nước họ. Suy nghĩ của họ tương đối cũng giống như suy nghĩ của tôi. Chủ yếu là phải xem từ quá khứ của cậu, tuổi thơ của cậu mới biết được. Liên quan đến cha mẹ ruột của cậu đó, cậu không nhớ một chút gì liên quan tới họ sao? Chào. Chào. Xin chào. Xin chào. Vâng. Lý Đàn, cô ăn sáng chưa vậy? Anh, tôi chưa ăn. Nè, ăn đi. Cảm ơn nha, trợ lý Lê. Không có gì, đừng khách sáo. Mai Tử, cô ăn sáng chưa? Chưa nữa. Nè, cô ăn đi. Cảm ơn cô. Đừng khách sáo.
ăn xong cơm trưa nhớ uống thuốc. 10 phút sau uống hộp thuốc số 2, nửa tiếng sau uống hộp thuốc số 3. Alo. Từ đây thời tiết thay đổi thất thường lắm. Lúc đang ở trong phòng họp, anh để ý là em có ho vài tiếng, cho nên anh mới mua thuốc cho em. Em nhớ uống theo thứ tự nha. Uống số 1 xong 10 phút uống số 2, qua thêm nửa tiếng nữa mới tiếp tục uống số 3 nha. Người cần uống thuốc là anh mới đúng đó. Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây? Anh đang quan tâm em mà. Nhưng mà anh biết là gần đây em sẽ bận nhiều việc, cho nên phải biết chăm sóc bản thân mình đó. Đúng là điên rồi. Alo Yến Thư à? 8 giờ tối, mình hẹn nhau đi coi ca nhạc nha. Cố Cẩn Dân, thật ra anh muốn thứ gì đi? Thì anh muốn đi coi ca nhạc với em đó. Tối nay tôi bận rồi. Hay là vậy đi. Vậy thì trong ngăn thứ hai trong tủ kéo của em có vé coi ca nhạc của tối mai đó. Tối mai mình đi coi nha. Ngày mai tôi cũng bận. Vậy hả? Vậy nếu không thì tuần sau mới đi coi. Tuần sau nhất định phải đi coi chung đó. Nếu không thì ban nhạc quay về áo đó em à. Bây giờ anh đang ở đâu? Anh mới đi uống trà chiều ở tầng dưới công ty. Bây giờ đang chuẩn bị về công ty đây. Cố Cẩn Dân, xin lỗi cho qua chút. Cố Cẩn Dân, đây là thủ đoạn mới trêu chọc tôi phải không? Anh sao lại như vậy được? Anh rốt cuộc anh muốn cái gì đi? Anh nghĩ anh đã thổ lộ một cách rất dễ hiểu rồi mà. Anh muốn quay lại với em thôi. Trêu chọc tôi vui lắm hả? Anh nói thật lòng mà. Chắc dây thần kinh của anh có vấn đề rồi. Ê nè 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 nè. Nè, anh làm cái gì vậy? Đây là công ty, anh điên rồi sao? Cuối cùng Thành phải làm sao thì em mới chịu tin anh? Có phải là em muốn anh nói với cả thế giới là Cố Cẩn Dân đây rõ ràng là kịch bản kinh điển của phim thần tượng đây nè. Trai xinh gái đẹp, cặp đôi hoàn hảo. Tổng giám đốc à, anh nói coi lát nữa họ có thể sẽ ôm hôn nhau thấm thiết như chỗ không người không? Cậu tới đây làm việc hay là coi phim vậy? Anh bị điên rồi phải không? Đừng có trẻ con như vậy được không? Làm ơn chín chắn lại chút đi. Anh đừng nói mấy lời ngọt ngào nữa. Nếu mà anh còn đi theo tôi kiện anh quấy rối tình dục. Cái gì? Quấy rối tình dục hả? Anh đẹp trai còn giàu có nữa, anh cần quấy rối tình dục sao? Nè, về rồi hả? Ăn cơm chưa? Sao cô lại đối xử tệ với Cố Cẩn Dân? Hả? Tôi có làm gì anh ấy đâu. Yêu thì chấp nhận đi, không yêu thì từ chối. Tại sao lại dây dưa không dứt? Cái gì? Nhìn cậu ấy dùng mọi cách để theo đuổi cô, trong lòng cô vui lắm sao? Anh đang nói nhảm gì vậy? Dây dưa không dứt với anh ta khi nào? Hôm đó tôi nghe cô nói với mẹ cô vì Cố Cẩn Dân mới ở lại Thịnh Hồng. Tại sao cậu ấy theo đuổi cô lại không chịu? Thái độ như vậy là sao? Anh nghe lén tôi sao? Chú ý là cách dùng từ của cô. Lúc tôi đang đứng ở ngoài hành lang, tình cờ nghe được mà thôi. Đúng, tôi đang dây dưa không dứt. Tôi đang làm eo làm sách với anh ta, làm phiền anh qua nhắc nhở anh ta, để anh ta đừng có mắc bẫy, không bị tôi lừa dối tình cảm. Thật là hết nói nổi. Đó gọi là tính tốt sao? Có phải não của Cố Cẩn Dân bị hư rồi không? Nè, ai cho phép cô ra ngoài vậy? Tôi tưởng đâu trải qua chuyện sao chép anh ta sẽ hiểu tôi hơn, nhưng mà tôi không ngờ anh ta đối xử với tôi như vậy. Dây dưa không dứt, tôi là loại người đó hay sao?
Theo như tôi thấy thì cô là một người rất đặc biệt, có lý tưởng, có nhiệt tình, có tài hoa, và không quan tâm tới người khác nghĩ gì về cô. Anh nói quá đúng rồi đó. Nhưng mà anh đã nói thiếu một điều. Là gì? Tôi còn đẹp nữa đó. Ồ, đúng 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 ha. Cô đẹp rạng ngời luôn, đâu có cần tôi phải nói đâu. Nhưng mà hình như cô rất quan tâm tới suy nghĩ của Cố Thừa Trạch. Làm gì có chứ.我准备了幸福填满这夏天，浮现你的脸，而你是否也看见？雨滴落在无尽的时间，是谁从身后蒙住了我的眼，让我看不见，但却得是有点念。 多少次再问你一遍，有没有终结的谎言？你从不理会我，还是？